phong định tuyết thêm, nhưng trời bỗng thình lình nổi gió, nước sông cuộn sóng lên ầm ầm, mà thuyền mới lên bên ra giữa. Anh lái đò ở một mình chèo không kịp vào bến, muốn nhờ nhà học biết đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm nên. Thank you.